Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn trên đầu mình là siêu 098 đây. Thì hôm nay mình mới mua một con đồ về. Đây, từ từ đi, mình là lấy cho các bạn xem. Ui. Đây. Đây là cái hộp con rùa thần thánh. Hộp con rùa. Đây chính là hộp con rùa. Đây là hộp nó. Thì đây chính là, nếu các bạn biết cái phim gì nè, thiếu đại kích gì đấy thì biết đây rùa xả kích. Đây với bằng tiếng này mình không đọc được. Tiếng hành mọi thứ. Đây là bọc sau các bạn. Thì đây chính là bọc sau của hộp. Từ từ mình có dày nhất đây. Đây chính là bảng cách để sắp xếp và nồi story. Đây chính là cái bảng. Đây chính là cái bảng nha. Đây, phần này. Đây chính là cái phần phần đồ cụ, đồ dụng cụ nha. Sơ sơ cái thứ qua. Đây là cái phần để lắp ráp. Đây là cái phần để lắp ráp. Thấy ngược phải không? Chưa làm theo quý luôn. Rồi chúng ta tiếp tục nhé, từ từ mình chỉnh lại. Đây bây giờ nếu các bạn muốn xem mình lọc một lại, chúng ta xem đây. Đây là phần đồ dụng cụ cái thú nhé. Trong quá nhé, tí nữa ta bị riêng vào trong. Đây chính là đồ dụng cụ. Còn đây là cái bảng cho con sư tử. Đây là phần lắp ráp. Đây bước đầu tiên lắp ráp. Bước thứ hai. Bước ba. Bước tư. Bước thứ năm. Rồi nè, cuối cùng đây là cái phút cuối cùng sau. Từ từ mình sẽ chỉ dẫn đầu tiên để mình chỉ ráp nòng súng. Nè, mình ráp nòng súng. Tiếp theo đây là cái phần ráp bộ năng lượng. Rồi các bạn, nếu các bạn muốn thì mình phải gắn cục pin bên dưới nè. Các bạn hãy lật ra sau, thấy một cái ống thì mình gắn pin vào đây. Nhớ lại pin AA cộng nha, AA cộng một dạng nhỏ nhỏ. Đây, đây. Giống như cái dạng pin này nè, giống dạng pin này nha. Ok. Đây tiếp tục.
đó, các bạn tiếp thêm cái dạng ráp này vô. Nếu mà các bạn thấy cái này ráp thì bạn phải tách tách cái này ra nhỏ nhỏ, là nếu các bạn thấy khó khó bạn lấy này bạn bật ra kiểu như là thì nhỏ nhỏ tí sẽ khung nó như đây, mà cái này nó dày rồi tí thôi này. Sau đó tiếp theo bạn ráp lòng súng vào ráp những bộ phận còn lại, thì mình chỉ review sơ sơ ra thôi chứ không có làm tại thời hạn video có lượng. Đây chính là cái bước ráp xương, đây chính là phần skeleton. Nếu bạn nào có muốn thử thì lấy cái này nha, thử đây, đây là nước on cho vô ăn đảo xuống. Nếu bạn không làm được thì bạn hãy nhờ người thân mình giúp nhé. Đây chính là con rùa ráp lấy ráp những cái giáp bộ phận, đây ráp giáp vào ráp giáp vào. Nếu các bạn muốn gỡ ổ súng này ra, các bạn chỉ cần lật cái này ra. Đây, trong này ghi bản hướng dẫn rõ ràng kỹ càng rồi, phải lo nha. Đó, các bạn phải gắn cái phần này vô rồi, đây mình review rồi. Gắn cái phần này vô nha các bạn. Sẽ có phòng súng, nếu các bạn muốn khập lại á, bạn chỉ cần gãy vô súng xuống rồi mình lấy này lên, mình để lên đó mình khập lại xuống. Đó, còn lại con lùa này nha. Rồi thì bây giờ mình đã review xong cái bộ này rồi. Chưa, mình chưa xong. Rồi, từ từ. Tiếp tục nha. Cái này là cái bản đồ. Sao bản đồ? Đây là cái hộp. Cái hộp. Nếu các bạn nào muốn mua thì ra Lotte Ria Nguyễn Văn Lượng, như nhà sách có cái bộ này. Hiện tại nó còn 2-3 bộ gì đó mình không nhớ rõ nữa. Tại mình thích đi mua. Còn nguyên này. Đây. 599 vậy đó. À, nếu các bạn muốn lấy con nào hiếm á, thì các bạn lên trên các bạn vô cái chỗ khu đồ chơi tìm thấy một con hiếm bên khác nữa. À, rồi thì video tới đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn. Từ từ chưa đây mình chưa làm xong cái con rùa mình. Đây tiện thể đó các bạn, là đã xong cái bước này rồi nha. Các bạn mở lên đây. Đó, đây tiện thể mình chỉ các bạn cách mở luôn. Đây, mở này ra, mở cái này lên lại nha, thấy cái này đúng không? Từ các bạn từ à, khi mình lắp xong rồi nha, trình với bạn này lắp xong luôn. Mình thấy khó quá rồi, ráp mua về ráp thì mua sư tử sẽ dễ hơn. Mua sư tử thì sẽ dễ ráp hơn. Con người đây, con người tí hòn bên trong thứ đấy hay lớn. Rồi giờ thì tới đây kết thúc, hẹn gặp lại. Video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.